Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học này nha. Trong buổi trước chúng ta đã học được về một số cái lệnh. Thứ nhất là tạo dãy số cách đều, người ta còn gọi là cấp số cộng, bằng cái lệnh SEQ. Thứ hai là chúng ta tạo một cái dãy lập. Lập cái gì bao nhiêu lần? Dùng REP. Thứ ba là chúng ta tạo một cái dãy thứ bậc. Nó khác nhau một tí. Ba cái lệnh này nó khác nhau. Kết quả của nó khác nhau. Và chúng ta cũng đã biết được đọc được các file có đuôi RDA, TXT, CSV, rồi XLS và XLSX. Chúng ta có thể sử dụng lệnh chọn ngẫu nhiên. Lệnh này như chúng ta chưa gõ, gõ ra gõ đấy. Lệnh sample chọn ngẫu nhiên. Học chưa? Học chưa học mà cứ ngồi nhìn. Gõ thử. Có ví dụ một đấy. Ví dụ chúng ta có câu hỏi là chọn ngẫu nhiên từ một cái mẫu gồm 4 quả bóng xanh đỏ tím vàng. Có 4 quả nhé, nhưng mà bây giờ lấy ra 9. Nó 4 màu mà lấy ra 9. Chắc chắn là nó sẽ bị trùng lặp. Cái chỗ nào mà có cái gạch ngang nó xuống dưới dòng có nghĩa là ta xóa thì ta ghi cùng một cái dấu trên một dòng. Không biết. Gõ ví dụ 1 nhé, ví dụ 2 sau này chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả của ví dụ 1, kiểu ví dụ 1. Mỗi một lần gõ cái lệnh đấy nó sẽ ra được một đáp số khác nhau, bởi vì đây là lệnh chọn ngẫu nhiên. Cái gì mà gõ lâu đấy. Xanh này, bảy này, đỏ này, tím này, vàng này,
lấy ra bao nhiêu, lấy ra 9, có lặp hay không? Có lặp, có bốn màu mà lấy đến 9 quả thì nó chả lặp, không lặp thì nó báo lỗi ngay. Mỗi một lần nó sẽ ra một đáp số nhé, thử xem. Dịch mũi tên lên trên, enter bắt, ui chết rồi, khác rồi. Vì thế sau này nó mới cái lệnh mà nếu mà chúng ta muốn lấy ra thế thì chúng ta phải đặt cái sample này bằng một cái tên nào đấy thì nó mới không thay đổi được. Ví dụ như chúng ta đặt lần hai nhỉ, à, lần ba. Bây giờ chúng ta gõ lần ba nó sẽ ra giống như như là trên, lần nào nó cũng ra thế thì nó mới không thay đổi. Tức là mình lấy ra ngẫu nhiên rồi xong mình đặt nó vào một cái biến thì nó mới không thay đổi, còn đâu mỗi cái lệnh kia mỗi một lần nó sẽ khác. Này khác này, đấy khác này, khác này, lấy ngẫu nhiên rồi. Còn khi chúng ta muốn chọn ngẫu nhiên sau đó chúng ta gán lại ta được như trên. Sau không đợi nửa tiếng đã vào. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành làm bài 3.1 trong tài liệu. Xin mời. 3.1 trong tài liệu. Số thứ tự bao nhiêu ngồi đúng không? Không, dán ở trước mặt máy cơ. Cứ bình tĩnh, có vấn đề gì? Mà lần sau đi chậm đi cho mất chỗ, không ai ngồi xí chỗ nữa. Nhập dữ liệu trong buổi trước học rồi. Bây giờ dùng hàm gì? Dùng hàm C cũng được, mà dùng hàm scan cũng được. Dùng hàm C cũng được nhé, hoặc là dùng hàm scan cũng được. Trong trường hợp mà người ta có sẵn cái file PDF thì chúng ta dùng hàm scan cho nó nhanh. Bình thường là chúng ta phải dùng hàm C. Có file PDF mà chúng ta dán một phát enter phát là xong. Cười gì? Nó trông thầy giống bố người yêu cũ sao cười đã chứ. Chết giả. DT. Dùng hàm C cũng được. Nếu dùng hàm C thì giữa các cái này là phải dấu phẩy. Đấy, thế là nhập xong. Nhập xong hết nha. Lâu vậy?
Rồi, sau khi nhập xong thì bắt đầu chúng ta xem đề bài hỏi cái gì nhé. Tính tổng số tiền mà bạn phải trả cho chi phí điện thoại trong năm đó. Xong chưa? Tổng bao nhiêu? Sao biết? Dùng hàm sum đúng rồi. Như vậy chúng ta thường dùng là sum TDT. Xong trả lời là xong. Cái này là bao nhiêu tiền này? Cái này là bao nhiêu tiền? 2.441.000. Được chưa? Rồi. Câu thứ nhất được, à, câu thứ hai được giải quyết xong. Câu thứ ba. Câu C. Cho biết tháng nào ít nhất, nhiều nhất và số tiền là bao nhiêu? Ít nhất ở đây thì chúng ta sẽ dùng hàm min. Cái này thầy giáo chưa dạy, chết rồi. Thầy chưa dạy mà không làm được, chết rồi. Thầy dạy có mỗi mắt thôi. Min, nhìn mà biết. Nhưng ngồi nhà có học không? Buổi trước thực hành ở nhà thế nào? Rồi, đồng chí nào nhỉ? Ai em còn gì đấy? Ngồi nhà không cài máy là chết. Nó có hỏi hai câu. Một là số tiền ít nhất là bao nhiêu. Và thứ hai là những tháng nào. Dùng lệnh gì? Quick. Ba hàm này dùng hàm nào? Quick. Quick.max. Quick.min. Dùng quick. Xong bắt đầu mới bảo là tiền DT. Cái này thì nó sẽ hiện ra cả họ của nó. Còn nếu như dùng quick.min thì nó chỉ ra một cái thôi. Nói rồi. Nhỡ nó có những cái nó trùng nhau. Nhau. Min. Một, hai, ba. Như vậy là tháng 10 là dùng tiền điện thoại ít nhất và số tiền là 177.000. Tương tự như vậy lớn nhất. Tự làm nhá. Nó có thể xảy ra kịch bản là hai thằng nó trùng nhau. Thì lúc đấy nó mới có cái sự phân biệt giữa cái width với lại width chấm mắt, width chấm in. Được chưa? Rồi, như vậy câu thứ hai chúng ta, câu thứ ba đã làm xong. Bây giờ nó lại hỏi là cho biết những tháng mà bạn phải trả hơn 200.000 tiền điện thoại. Tiếp tục, cứ làm đi, sai thôi. Không gì mà sợ cả, không sợ máy nó đau đâu. Sợ nhất là tốc độ làm chậm quá, không được thôi chứ.
Theo điểm danh nhá. 33105. Ba ba hai bốn tám, 33248 Lê Thị Ngọc Hà bắn 35842, không họ tên tính bắn, mỗi tên là 874 988 503 549 672 675 802 81 852 152 38152 38374 377 419 38419 454 494 979 39 39108 263 482 506 730 778 856 867 đâu nhỉ? 873 40060 Phạm Thị Hải Yến vắng mặt buổi thứ hai. Em đang 40178 có. cái gì đấy Em em đang lại có. Phạm Thị Hải Yến có. sao gọi không trả lời? Em quên một mic ạ. 40178 Quỳnh làm xong chưa? Làm xong chưa? Xong rồi cả. Chưa xong mà cứ chát nhoáy nhoáy đi. Đến đây điểm danh mà thầy giáo xí chạy, thầy giáo chạy qua một lượt mà máy không chạy là thầy giáo cho vắng luôn và còn tái phạm mà cho nghỉ thi, chứ không phải là đến đây điểm danh là điểm danh không. Các lệnh không chạy ở trên máy tí không có bằng chứng đâu là không có được. Bọn em có vắng đâu, đây là đến đối phó đúng không? 40248 Không có. em lại. Nguyễn Thị Diệp Quỳnh ạ. Tại sao ở nhà? À, em đang F1 ạ. F1 thì nói F1 nhé. Đó. 40401 40401 Phí Tuấn Hưng vắng. 473 Con Hồng Nhung chắc không ạ. Em không lâu thế cả, 8 ngày vẫn chưa khỏi à? Cái lúc em bảo thầy là em có triệu chứng nhưng mà test vẫn không bị ạ, nên em chưa dám đi học. Bây giờ có test dễ rồi. Thế bị này em có buồn không? Nó chỉ sáng nào rồi nó cũng bị rớt học thôi ạ. Thầy đang bảo em có buồn không? Là có, Có em buồn. bảo chuyện này không được Bây giờ bị thì lúc đầu nó còn thi. không sợ nha, đến lúc gần đi thi nó mới bị chết giả. Tôi bị bây giờ có gì mà buồn, hẳn còn may, trong cái rủi vẫn có cái may. Có đứa nó sắp đi thi nó mới bị cơ. 474 và 579 617 628 632 658 41022 222
À, tên này hôm nọ gọi tên không thấy gì thì tính là vắng này hả? 238. Rồi. Nào vào cứ cười từ đầu giờ chết giờ. Tiếp tục. Như vậy đề bài câu D người ta hỏi là có bao nhiêu tháng mà trả hơn 200.000. À, đầu tiên là cho biết những tháng nào. Tháng nào là nghe là đã biết rồi. Tháng nào là thế nào? Tháng nào là dùng chữ X chứ có gì đâu mà. À, đúng không? Quý. Trời ơi. Phải ghi lệnh vào vở nhá chứ không thì có trả lời không không? Cái gì nhỉ? Đề bài hỏi cái gì nhỉ? Lớn hơn bao nhiêu? 25. 210 à? 200 thôi gì? Có dấu bằng không? Úi dồi ôi, nhiều này. Thế này là thế nào? Có nghĩa rằng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 11, tháng 12 là những tháng mà có cái số tiền điện thoại là trên 200. Đúng chưa? Đấy, tháng nào thì dùng cái đấy còn gì nữa. Thế còn đề bài hỏi là có bao nhiêu tháng như thế? Dùng thủ công thì đếm bằng mắt. Lên á, có được không? Thử chưa? Từ đấy chết thôi ra đi. Cùng lắm là cấm đi. Nào thì lên. 1, 2, 3. Úi giời ơi. Hóa ra là có 7 tháng. Dùng hình như cái này là dùng dùng lệnh sum cũng được. Sợ nhất là nó cộng vào cái lệnh sum nó phản nhiều khi nó phản tác dụng. Úi thì dây biết ngay. Sụp sập. Đây là thành có 50 tháng à? À dùng sum thế này hả? Nếu dùng lệnh sum nó như con dao hai lưỡi, phải phải biết cái thủ tục của nó, không là có ngày chết. Ví dụ như bài này chẳng hạn, bạn nó cộng lại 70, có nghĩa nó cộng tất cả cái tháng kia lại. Đấy. Ê, mới chết. Rồi. Như vậy D đã xong. Câu E hoàn toàn tương tự như vậy. Nhưng mà đề bài hỏi là không quá. Không quá là thế nào? Không quá là nhỏ hơn là bằng. Rồi, tương tự như vậy câu F. Và cuối cùng câu G là chúng ta dùng lệnh min. Ô sao cái câu cuối cùng lại không hiện này. Bài số 2.
Đuôi RDA thì lưu bằng cách nào? Hả? Hôm trước học rồi mà. Cái gì? Tắt máy đi á. Lại như ô mình học được hai cái. Đấy, thế là đặt tên nó bằng cái gì vi báo. Tên là cái gì nhỉ? Bài toán yêu cầu đặt tên là gì? Bài toán đặt yêu cầu đặt tên là ARDA. Đặt tên là tên. Chấm RDA. Enter một phát. Xong rồi. Thế là ở trong này nó sẽ có cái file tên là tiền DA. Mình đặt tên là mình phải nhớ chốc đâu, đặt đặt xong không nhớ mình đặt cái gì, kéo chuột xuống đây vần t xem nó có không. Đây này, rồi ôi tiền tờ đây à, nhìn thấy chưa, nhìn thấy có chưa, đặt cái tên là cái gì cũng được nhưng mà sau phải nhớ cái tên nó. Có đứa nó nhớ con cún con nhà nó ghi là cún con, kết quả là cứ cún, tìm cún to. Được chưa? Rồi, đấy là cái lệnh đấy. Tiếp tục. Sửa tiền điện thoại tháng 2 thành 175. Còn nhớ cách sửa thế nào không? Buổi trước học rồi. Sửa tiền điện thoại tháng 2 có như nào nhỉ? Khoa hỏi một loạt đồng chí học online, kết quả không trả lời, không thấy người đâu cả, đánh vắng, lần sau tái phạm cấm thi thì cái tội là bật máy để đấy. Cái học online mà nó không tự giác ấy rất nguy hiểm đúng không, bật máy để đấy, đi xem phim ăn chơi nhảy múa cơm cháo nấu xong thầy giáo bắt đầu thầy giáo dạy xong là trò cũng ăn cơm xong, thậm chí có người ngủ xong một giấc. Kết quả là thế nào? Kết quả là mình lừa chính mình, học không biết gì, điểm danh vẫn có nhưng mà đi thi là chưa học gì đâu. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Vâng. tốt quá, bây giờ tập này nó chưa đến tập nấu cơm nhưng vẫn còn không sợ. Nào, cái lệnh ở trong bài này là gì nào? Yêu cầu của bài toán ở đây là sửa. Sửa tiền điện thoại tháng 2 thành 175. Cô Quỳnh đúng rồi. Vâng, em đang Em đang dở đúng không? Có cái gì mà dở? Hôm trước à đâu, hôm trước vẫn đi học bình thường. Sửa tiền điện thoại tháng 2 thành 175.000. Sửa thế nào? Lại có bạn là cùn lên là coi như lặp lại cái lại ban đầu và xóa đi xong sửa lại. Cũng được. Trên sẵn. Thế Diễm Quỳnh không biết lệnh à? Em Đây rồi, hóa ra là cái lệnh này, lệnh gì nhỉ? Đi đúng rồi, giỏi lắm. Đây, đến đây muốn sửa cái gì thì sửa, thêm cái gì thì thêm. Đây ví dụ như con này nó bảo là tháng 2 sửa thành 175 đúng không, thì 175 xong thì làm gì, cancel. À đấy đúng rồi, giỏi quá, giỏi ôi, đúng là học trò thầy thầy nào trò đấy. Lưu nó lại. Thế là bây giờ thông tin gõ ra thử nó đã sửa rồi đấy. Ô chết.
vẫn chưa sửa à? Nhá, sao nó không sửa nhỉ? Ngoặc vuông gì? À. Rõ ràng là mình sửa lại rồi mà nó vẫn đây nha, sửa rồi nha, chết chưa? Không ai về. Cái này là nó vẫn như cũ, lưu lại rồi sao nó vẫn như cũ? Cái gì hả? À, cái khai báo thêm một cái mới thì đương nhiên rồi, đây là tiền mới nào. Tiền mới thì còn nói chuyện gì, thử nhá. Đây là cái sự vô lý của cái tập bài này. Ê, gì đấy? Quay vòng đi. Nếu mà đặt tên mới thì không nói gì. Đặt tên mới đương nhiên là nó được. Nhưng mà mới đã quay sửa xong nó phải phải thay đổi nhưng nó vẫn y nguyên. Thế thì nói chuyện quá gì. Tiếp tục. Lệnh tiếp theo. Bạn nhập thêm. Nhập thêm hôm trước học rồi. Nhập thêm là thế nào? 13, 14, 15. Coi như vẫn dùng cái cũ nhé. Bao nhiêu nhỉ? Vẫn dùng cái ban đầu đấy, 201. À, còn tháng đầu tiên là quên, 185. Tháng đầu tiên là quên này, 201, 185. Không biết nó có chạy. Ôi chết, thiếu chữ C. Đấy, nó bảo một cái là trống. Thế thì phải làm nào? À, đúng rồi, biến cố trống, chính xác. Không biết tại sao nó là rỗng không? Nó có một cái biến trống. Thế bây giờ phải dùng cái hôm trước chúng ta học là lọc cái biến trống xong cộng mới được. Trung bình. Được chưa? O mít có chữ R không nhỉ? Như có chữ R, O mít. Oh. À, đề bài tính mở tính min mà. NA chấm omit tức là nó bỏ cái biến trống đi, bỏ cái giá trị trống đi thì mới tính cộng trừ nhân chia được. Không là nó báo lỗi. Nó không báo lỗi, nó vẫn tính bình thường nhưng mà ra số là NA. Chết giả. Được chưa? Rồi, như vậy là xong. Còn bài 3 là chúng ta tự làm, nó giống hệt như trên, cứ đúng như lệnh như thế mà làm. Xong là cho kết quả. Bài 4 thì chúng ta nhập. Bài 4 chúng ta tự nhập, tự làm. Bây giờ bài 5.
RDA lấy ra như thế nào hôm trước chúng ta học rồi mà. Tất nhiên đầu tiên là trong buổi trước ra đại học là phải chọn lại thư mục làm việc, bởi vì nó không nằm ở đây. Hôm trước thì đã nói rồi, hôm nay thì nó không nói lại nữa, chúng ta cứ thêm một chúng ta làm ở ô C môn toán xác suất thống kê dữ liệu thực hành. Xong xong ấn vào cái nút hình bánh xe này, đặt nó là thư mục làm việc đúng chưa? Những cái thao tác đấy là phải học thuộc lòng, vì sau này đi thi dữ liệu nó cho nằm ở đâu phải vào đấy mà lấy. Ông nó cho ở B, ở D, cứ đi vào ở C mà tìm, ông vào tìm đến sáng mai đúng không? Rồi sau khi tìm xong thì làm gì? Chọn lại thư mục làm việc rồi bây giờ gọi nó ra, coi như bài bài này là bài 5 đúng không? Bài tập 5. Đây là file có đuôi RDA. Do đó chúng ta dùng lệnh gì? Đốt. Loát này lốt thì không có là gì. Nhớ không quan trọng, cứ viết được ra là được rồi. File tên là gì nhỉ? Rồi, bài tập 6. Tab một phát, Enter một phát. Xem nó tình này nó như thế nào. Úi giời ơi, trong cái này nó có một cái đi là đây là chúng ta xem tên biến của đây là gì, chúng ta có name đây là như vậy. Nếu như nó hỏi có các biến ở đây là gì thì mình sẽ dùng cái lệnh trên mà mình trả lời được. Nó gồm các biến như trên bảng đúng chưa? Xong làm gì tiếp? Bây giờ chẳng hạn như chúng ta muốn lấy ra, lấy cái biến nơi ở ra thì chúng ta gõ thử nơi ở có được không? Là báo lỗi đúng không? Vậy xử lý thế nào? Cách thứ nhất chúng ta gõ chữ DL dấu đô la nơi ở. Ồ, đã ra. Đây là cách thứ nhất. Gõ tên của data frame dấu đô la sau đó tên biến. Cách thứ hai là chúng ta hòa cái dữ liệu này vào hệ thống. Ở đây máy của thầy nó lưu từ trước nên nó có thể là nó trùng. Thế giờ làm thế nào để không trùng thì ta có một cách là gỡ đi đã, sau đó ta xóa tên hai thằng kia đi, xóa tên hai thằng kia. Còn nhớ lệnh xóa tên xóa biến đi bằng cái lệnh gì không? RM một chú hai chú thêm xóa lần nữa cho chắc. Làm gì còn mà xóa, làm gì còn mà xóa, thế là yên tâm xóa hết rồi nhá. Bây giờ lại hòa lại 1 2 3, không báo lỗi nữa, không báo đỏ nữa, không báo trùng nữa, thấy chưa? Khi ở trong máy nó có sẵn một cái biến mà mình gọi thêm một cái nữa ra nó trùng thì nó sẽ báo đỏ chét. Giờ chưa nào? Rồi thì bây giờ làm gì? Đề bài hỏi cái gì? Cho biết dữ liệu trong các cột đo bởi thang đo nào? Úi trời ơi, thang đo nào? Chúng ta hiện ra 5 cái bản ghi đầu, 5 cái thứ tự đầu xem nó thế nào. À, như vậy là giới tính. Giới tính dùng thang đo gì? Cái gì? Thang đo gì? Thang đo định danh chính xác lớp
lớp và định danh hay là thứ bậc? Cái gì? Liên tục. Liên tục cái gì? Nó nhảy từ 1 xong nhảy đến 2, nhảy đến 3 làm gì có lớp 1,5. Thang đo định danh à, thang đo thứ bậc, lớp, tuổi. Tuổi thang đo gì? Không thể lấy lớp 5 cộng với lớp 2 thành lớp 7 được. Em muốn lấy lớp 5 cộng lớp 2 được không? Không cộng được, mặc dù nó là số. 5 cộng với 2 thì bằng 7 thật, nhưng mà lớp 5 làm sao cộng với lớp 2 được? Không cộng được. Tuổi. Tuổi thang đo gì? Còn tuổi nào cho em? Thang đo gì? Chúng ta có 4 loại thang đo nhé. Định danh, thứ tự hay thứ bậc, tỷ lệ và thang đo khoảng. Đồng chí này, bao nhiêu tuổi? Hả? Không nói đâu á. Bao nhiêu? 19. Mẹ bao nhiêu tuổi? 42, khá trẻ. Hai mẹ con tổng lại bao nhiêu tuổi? Phép cộng được đúng không? 42 cộng với 19 là cộng được đúng không? Thế vậy cái này là thuộc thang đo gì? Ui giời. Thang đo gì? Thang này thang đo tỷ lệ nhé. Tiếp tục, nơi ở. Nó đùa chứ khi mà nó là chữ thì kia chúng ta biết thừa nó thang đo gì. Tỷ lệ mới sợ. Chữ mà. Thang đo định danh đúng rồi, giỏi lắm, chữ là định danh. Làm sao là cái khác được. Tiếp tục. Cái xếp loại học lực. Cái này thì gọi thứ bậc được. Ví dụ là 1 là yếu, 2 là trung bình, 3 là khá, 4 là giỏi chẳng hạn. Thực ra nó vừa là định danh nhưng lại hơi cao lên một tí. Thứ bậc. Cái kiểu phân bậc là anh nào học giỏi, anh nào học dốt, kiểu kiểu đấy. Mức độ yêu thích thể thao. Rồi hình thức thì đây là thứ bậc. Rồi. Nó qua trên một cái định danh một tí, nó thứ bậc. Bẻ lâm. Cái câu này này. Xong. Cho biết tập dữ liệu này bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột. Xin mời. Bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột. Cái môn này mà cứ online 2-3 buổi là về là cứ càng càng không biết gì. Chả thích online học ở nhà đâu. Môn khác không biết nhưng mà riêng môn này mà học online phải lắm. Phạm Ngọc Tú trả lời câu hỏi B. Cẩn trương.
Các lệnh sau và cho biết lệnh nào đúng. Mình nhớ mang máng là dòng tiếng Anh là gì nhỉ? Cái này cái gì? Ôi, gì này? Hai lệnh rồi đấy. Một là lệnh row và thứ hai là end row. Ba là bốn là trong bốn lệnh trên có hai lệnh đúng, tất cả các bốn lệnh đều đúng cả, nhưng vấn đề là để giải bài này thì là có hai lệnh đúng, là các lệnh nào? Cho xem lại nhá. Một, hai, ba, bốn. Kết quả là những cái nào? End row là con đúng không? Như vậy là dữ liệu có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột? Lại này, gõ lại mấy cái chuẩn này. 475 dòng. Tức là có 475 người tham gia vào điều tra đấy. End code có nghĩa là gì? Có 7 biến. Vừa nãy là 475 dòng là ứng với việc là có 475 người vào tham gia vào điều tra. Còn end code cứ ngồi đấy mà không ghi chép gì về sau lấy cái gì mà ôn chứ. End code là gì? Một người làm như sau. Cũng chỉ là côn ở đâu khó nhớ lắm. Gõ chữ sau đây. Dìm. Dìm nó xuống. Thế nào? Tham gia điều tra và số 7 biến. Nhớ. Câu sau này người ta hỏi là không biết trả lời thế nào. Cái này thì thật chưa dậy không biết. Chưa biết thì em học lại sau cho chắc. Tiếp tục. Như vậy là trong bài này có hai cách xử lý, một là dùng end code end row, hai là dùng dim. Dim một phát ăn luôn, nhưng mà nhớ là trước là dòng sau là cột.
Tiếp tục. Lấy ra toàn bộ dữ liệu ở cột thứ 3 thì chúng ta có hai cách lấy. Một, khi biết đã biết tên của nó là tuổi thì lấy luôn, gõ chữ tuổi là nó ra. Nhưng mà ý của bài toán của người ta, mục đích người ta khác. Chúng ta sẽ lấy bằng cách gõ cái gì nhỉ? Thầy bảo bảo trước là gì, sau là gì? Trước là cột, sau dòng, đúng không? Trước là dòng, sau là cột, tốt lắm. Bây giờ mình lấy cột 3 đúng không? Mình muốn lấy cột 3 đúng không? Có đúng không? Để ta nhập vào. Thì chúng ta sẽ gõ ngoặc vuông này. 7,3, đúng rồi, giỏi ơi, chuẩn luôn. Trước là dòng, sau là cột mà. Muốn lấy cột 3 thì chúng ta phải để là DL mở ngoặc vuông 7,3 đóng ngoặc. Cái này nó cũng trùng với lại tuổi. Không nghe kỹ thì lúc người ta hỏi tự luận cũng không làm được, trách nhiệm cũng không làm được. Người ta hỏi cái lệnh này có tác dụng gì? Lệnh này có tác dụng là để làm lệnh này. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo. Lấy ra toàn bộ dữ liệu ở cột thứ 10. Thế là người ta bảo, có thể bảo là cái người đối tượng nghiên cứu thứ 10 ở đây là cho thông tin về người thứ 10. Này không biết, này không biết. Người thứ 10. Người thứ 10 tức là dòng thứ 10 hay là cột thứ 10? Dòng thì là trước hay là sau? Đâu, nhớ nhầm rồi, sau. Trước hả? Rồi, giả vờ thế nhưng cuối cùng ấy. Trước là dòng, sau là cột, đừng có quên. Như vậy đề bài muốn cho chúng ta lấy dữ liệu ở dòng thứ 10. Vậy thì phải là D là mở ngoặc vuông 10 phẩy hay là phẩy 10? 10 phẩy. Ok, úi giời ơi. Như vậy người thứ 10 giới tính là nữ, học lớp 5, 10 tuổi, sống ở ngoại ô, học lực 4 tức là học lực giỏi, mức độ yêu thích thể thao số 3, hình thức số 2. Không hiểu cái mục đích mà ta ra thế nào. Có thể hình thức đây là, nói chung là không nên nói cái đấy, nhưng mà đại để là nó như thế. Thế được chưa? Rồi, chết xả. Ô, hóa ra dễ nhỉ. Nhưng mấy đồng chí ở nhà máy cài chưa đấy? Hay là để ông nào lên lớp cài có thể? Nguyễn Hồng Nhung. Có. Máy tính ở nhà cài R R Studio chưa? Chưa, chị chép bảo bạn chụp để em chép rồi. Thế các bạn mà nó chép không đúng thì em tính thế nào? Hả? Buổi sau em lên lớp em hỏi thầy. Em có nghĩ là buổi sau lại F1 tiếp không? Hai buổi F0 thì sau đó khỏe rồi, sướng quá, đi lại đi với người yêu cũ. Người yêu cũ bị F0. Thế là mình bị F1 3 tuần. Sau đến tuần thứ 4, bảo cái thằng đen quá, lại đi với người yêu cũ khác. Kết quả thằng em cũng người yêu cũ thứ hai cũng bị F0. Lại mình là bị F1 4 tuần. Sang tuần thứ 5 là đi người yêu cũ thứ 3. Người yêu cũ thứ 3 là F0, mình F1. Sau đó về nhà dằn vặt. Chắc tại mình cho nên cứ đi với thằng nào là thằng bị F0. Thế không đúng. Giá như mình bị F0 ấy, nó lây nó đành, đây là nó bị. Mình đi mình bị F1 nhưng mình không phải là do mình mà là do nó, đúng không? Hết tuần thứ 5 và quyết định đi với người yêu hiện tại. Kết quả người yêu hiện tại cũng F0. Thế là mất 6 tuần. Như vậy câu ABCD chúng ta đã giải quyết xong. Bây giờ đến câu E. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ.
Để cái này được thuận lợi, chúng ta sẽ hòa DL vào hệ thống bằng cái lệnh hòa vào hệ thống. Không biết vừa hòa chưa nhỉ? Chưa đúng không? Ấy đề này sẽ rồi, vừa lại minh hòa cái gì vào nhỉ? À hòa rồi. Gỡ đề. Gỡ phát nữa. Gỡ phát nữa. Hết rồi, hòa lại từ đầu. Nó không bị trùng. Để sợ mình nhúng nhiều. Sau khi hòa xong rồi thì bây giờ đề bài hỏi là có bao nhiêu nam, có bao nhiêu nữ. Có một số người làm như này nhé, chúng ta xem lệnh nó đúng hay sai nhé. Có bao nhiêu nam, có bao nhiêu nữ. Nam nữ là thuộc cái biến gọi giới tính đúng không? Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Bốn lệnh trên lệnh nào sai cho nhìn lại nhé. Chết dạ. Chúng ta đã nhìn thấy cả bốn lệnh đúng không? Bốn lệnh trên lệnh nào sai? Đầu tiên là xong thứ tính hai thứ bảo nhảy nhảy ba xong nối tiếng và nhảy nhảy mũi lên lên là độ dài sắp xếp là tập con anh vô 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 sắp xếp thứ một điện thoại xuống vô điện thoại thầy cũng chịu ánh tiền sắp không này là dùng lệnh lên lên là nếu được bài còn đây là sắp xếp là tập con của những biến quý lý mà lúc đó cứ chính là tạo thành ra quý lý sẽ bốn lệnh nào mình là sai lấy cái cô hơi điện thoại lên cô trả lời không trả lời bốn lệnh gì là sai lấy cái tiếng cả bốn lệnh sai. Trong trường hợp mà chúng ta muốn thiếu gì đó
đúng không? Chúng ta phát ra chúng ta có FC, FC, dòng chảy, dây cột. Ấy. Bốn cái đều đúng hết nhưng mà hơi dài, tức là hai cái phục vụ được cái thứ nhất và cái thứ hai đi với nhau thì ra được số nam số nữ. Tuy nhiên còn một cách khác nữa là lệnh sau đây, table giới tính ui giời ơi gì thế này, tôi chết rồi, thấy gì chưa, không thấy gì à? Thế này nó còn một phát đã ăn được cả hai, và đây chính là lệnh tạo bảng tần số, lệnh này chính là lệnh tạo bảng tần số. Ngon lành, đã xong. Như vậy nó có ba cách xử lý nhá, nhưng mà riêng cách cuối cùng là hay nhất, đó là table tên biến mở đóng ngoặc, chúng ta sẽ tạo được bảng tần số, rất ngọt. Như vậy là sau khi chúng ta ghi lệnh như xong, chúng ta trả lời là nam có 248 người đúng không, à 227, nữ có bao nhiêu, rồi giỏi lắm, mạnh dạn lên, nhớ nhập tâm luôn. Thế trong mấy cái lệnh trên lệnh nào dễ nhớ nhất? Cái gì? Có bồ không? Tốt quá, giỏi ơi. Như vậy là xong câu E. Câu F. Tính tỷ lệ học sinh có mức độ yêu thích thể thao là 4. Nói chung là có nhiều tính thủ công nhé, tính thủ công như này, chúng ta phải hiểu được cái thủ công thì chốc chốc có nói mới thấy được cái gì nhỉ, mức độ yêu thích thể thao đúng không, yêu thích thể thao thì nó thuộc tên biến nào, tên biến là gì, thể thao, thể thao, ok. Bây giờ chúng ta làm thủ công trước, cái mức độ yêu thích thể thao là có bao nhiêu người, 46 người trên tổng số bao nhiêu người, có tính được phần trăm không? Đây, đội thể thao là 4 người đây. Bạn học vẫn chắc chít đây nào không? Đi đâu? Đi hình gì nhà trai kia, tại nhà là thầy. Thế rồi, đúng rồi. Xóa ngay cái hình về mẹ mà thích thầy chết rồi. Cái chỗ này là thế nào? 46 không? 46 tổng số bao nhiêu người? Sao lại 170 mấy? 475. Tính thủ công nhé, 46 nhân với 100% chia cho 475. Kết quả là 9.684221%. Được chưa? Đây là làm thủ công. Thủ công là mình không thích lắm, mình dùng lệnh sau đây, nghe kỹ nhá, parop chấm thay bò, parop parop chấm thay bò, xong lại thay bò một lần nữa, à, gì nhỉ, thể thao,
Đây nó tính phần trăm mà, thì mình phải nhân với 100. Enter. Lệnh trước mặt này. Úm ba la mở ra đa số, úm ba la mở ra đa số. 1, 2, 3. Úi trời ơi. Nó tính tỷ lệ phần trăm cho cả họ nó luôn. Tức là từ mức độ ưu thích của ta số 1, 9 bao nhiêu phần trăm. 2, 9 bao nhiêu, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Tức là nó tính mà phát hết tất cả từng cái một. Chứ không ngồi. Rồi sao? Đây là tỷ lệ phần trăm. Xong. Sau này đề bài mà mọi người biết gọi là tần suất. Thì câu trả lời nó cũng tương tự như này. Tần suất mà thể hiện với lại phần trăm là dùng đúng cái lệnh này luôn ấy. Nhớ đấy. Đây là tính tỷ lệ và cũng là tần suất với lại phần trăm. Trong tài liệu sẽ cho qua lớp 10 tần suất với phần trăm. Các thầy viết nó là thống nhất từ dưới lên sau của ta. Thống nhất ví dụ từ dưới lên trên hiểu xong cắt sắt rồi xong biết phải đúng như cái mạnh nhau nào thì ông gì từ tiếng Anh ông gì từ tiếng Nga cuối cùng này muốn một cái một khác do nguyên dạy cận của hồi dạy theo trình này như thế này dạy theo trình này như thế này thấy được chưa nào ồ quá dài cái hay nhỉ thế một phát tính luôn cả họ anh nói à nhưng bây giờ câu thứ hai câu tiếp theo tính tỷ lệ này trong nhóm học sinh nam phải trong nhóm học sinh nữ có nghĩa là cái này nó vừa dính đến tỷ lệ yêu thích thể thao vừa dính đến nam nữ bây giờ chúng ta làm theo một cách thủ công trước để quan sát sau khi hiểu xong thì kết quả lại về con số 0 ở đây nó dính hai điều một là nam nữ tức là giới tính và thứ hai là mức độ yêu thích thể thao tức là biến thể thao chúng ta có thể gõ table giới tính phẩy thể thao đóng ngoặc enter bảng này người ta gọi là bảng tần số chéo thế nếu như chúng ta gõ chữ thể thao trước giới tính sau thì có sao không câu trả lời là không sao và vẫn nhớ câu thầy giáo dặn là trước là dòng sau là cột ví dụ như lệnh ở trên thì giới tính sẽ là thể hiện theo dòng và thể thao sẽ thể hiện theo cột thế còn nếu như chúng ta nhập giới tính table mở ngoặc thể thao trước giới tính sau thì thể thao sẽ thể hiện theo dòng còn giới tính sẽ thể hiện theo cột được chưa? Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được là đề bài hỏi quá gì? Tính tỷ lệ trên trong nhóm học sinh nam. Trong nhóm học sinh nam thì chúng ta nhìn ở nam ấy là mức độ yêu thích thể thao có 9 rồi. Mức độ yêu thích thể thao số 9 rồi. Thế tổng số bao nhiêu rồi? Từ. Tính tỷ lệ này trong nhóm học sinh nam trong nhóm học sinh nữ tức là chỉ tính nam thôi chỉ tính nam thôi 9 người trên bao nhiêu người 200 bao nhiêu đấy thế bây giờ chúng ta tính thủ công là chúng ta sẽ lấy 9 nhân với 100 chia cho 227 nhà như vậy sẽ ra 3,964758 từ đấy là nói thủ công trước để hiểu bài đã làm này có chết rồi chúng ta sẽ dùng lệnh sau đây ngại quá tính nào nhỉ parrot table ôi chết rồi parrot chấm table tôi chết rồi sao biết em nhìn
cái dòng đỏ cuối cùng ấy, không tìm thấy function tức là cam này, là sướng quá gõ nhầm. Bây giờ thì nó chạy. Tôi chết rồi. Ra chưa? Cái này có phải là cái phần trăm cho cả dòng không? Nếu tính theo cột thì nó sẽ tính là số 2. Đấy là cái chi tiết chúng ta lưu ý. Theo cột là thế nào? Theo cột là thế nào? Trong số những người yêu thích thể thao là 4. Nam có 4 người chiếm 19,56522. Nữ có bao nhiêu người đấy? Chiếm 80,43478. Tức là mình phải biết đọc ngang, đọc dọc các thứ. Cái lệnh này hay lắm. Nó hay ở chỗ nào? Nó hay ở chỗ là do thầy Tần dạy. Xong rồi. Hay quá, bây giờ mới biết. Tổng dòng, tổng cột. Trung bình dòng, trung bình cột. Chết giả. Ghi chú thích cẩn thận vào, về nhà không biết số 1 là gì, số 2 là gì. Số 1 đây là nó tính phần trăm theo dòng. Số 2 là tính 100% theo cột. Và phải biết cách đọc. Xong rồi không biết làm cái gì, không biết làm cái gì thì làm thủ công vừa nãy, như vừa nãy. Được chưa? Như vậy câu này đang giải quyết xong. Các em phải nhớ những cái câu thầy giáo dặn là ghi chép cẩn thận vào, chú thích màu đỏ chép vào cái quyển vở ấy. Nó hơi xấu một tí nhưng mà nó nhớ lâu. Sau này lấy tài liệu để mà chứ đây là thầy giáo ngày xưa tính bằng thủ công này. Ấy. Bây giờ mình dùng cái lệnh kia ngon hơn. À đâu mình cũng dạy cả cái đây chỉ đấy rồi. Trời hay quá. Dùng lệnh này cũng được mà cái lệnh thầy giáo vừa dạy tốt hơn, lệnh thầy vừa ghi trên đánh máy đấy. Rồi các bài 7 8 9 10 tự làm, 11 tự làm.